Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Bạn có biết. Thưa quý vị, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ vừa được công bố, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, sẽ thu hồi và xử lý một số sản phẩm thiết bị điện, điện tử thải bỏ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, sẽ thu hồi và xử lý một số sản phẩm thiết bị điện, điện tử thải bỏ như bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang, máy vi tính, để bàn, sách tay, màn hình máy vi tính, CPU, máy tính, v.v. Với phương tiện giao thông là mô tô, xe máy các loại, ô tô các loại thải bỏ sẽ bị thu hồi và xử lý từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đường bay được Vietjet khai thác vào các ngày thứ Hai, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, mỗi ngày một chuyến khứ hồi với thời gian bay mỗi chặng là 1 giờ 15 phút. Theo đó, lịch trình bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 7 giờ 25 phút đến Chu Lai lúc 8 giờ 40 phút, chiều ngược lại khởi hành lúc 9 giờ 15 phút và đến thành phố Hồ Chí Minh lúc 10 giờ 30 phút. Theo hãng Vietjet, với giờ bay thuận tiện, giá vé hấp dẫn chỉ từ 149.000 đồng, đường bay này của hãng sẽ đáp ứng nhu cầu di chuyển du lịch của người dân thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trước đó, hãng hàng không Jetstar Pacific đã khai trương đường bay giá rẻ thành phố Hồ Chí Minh, Chu Lai, thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày thứ 3, 5, 7. Cả hai hãng này đều dùng máy bay Airbus A320 180 ghế.